Đó là gì ạ? Là home, nó là gia đình. Chúng ta cố gắng, chúng ta phấn đấu vì điều gì ạ? Đa phần mọi người phấn đấu vì muốn mong muốn gia đình của mình có cuộc sống tốt đẹp hơn, vì muốn bản thân mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn, muốn con cái của mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn, muốn bố mẹ mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn, có đúng ạ? Đó là cái động lực rất lớn và rất là tinh khiết, rất là tốt của các nhà lãnh đạo. Nhà lãnh đạo nào mà không có cái gì ạ, không có cái nền tảng về gia đình thì chúng ta cứ để ý mà xem, họ rất là khắc nghiệt, họ rất là khó khăn, họ rất là gì ạ, căng thẳng, họ rất là mệt mỏi, họ rất là gì ạ, họ đòi hỏi chúng ta phải thế này phải thế kia, và họ gì ạ, họ gây ra những cái áp lực rất là gì ạ, rất là không cần thiết. Áp lực là gì ạ, cần thiết nhé, nhưng mà có những cái thứ áp lực mang tính chất tiêu cực, anh chị em ạ. Chúng ta phải hiểu rõ cái áp lực, nó mang tính chất tích cực để người ta đi lên hay là tiêu cực để người ta đi xuống, hai cái nó khác nhau hoàn toàn đó, đúng không ạ? Và chúng ta hãy coi những cái đội nhóm anh em của mình ấy, anh chị em của mình ấy, nó giống như người thân trong gia đình ấy. Giống như mỗi một lần mà Huy lên sóng, Huy chia sẻ với anh chị em trong cái gì ạ, trong cái phòng Zoom này, thì Huy đều xưng hô là Huy với anh chị em, thì giống như là Huy đang nói chuyện với một cái gia đình lớn của mình đó. Bao nhiêu anh chị em trong cái phòng Zoom ngày hôm nay mong muốn cũng như là coi Huy giống như là cái người bạn, giống như một cái người thân trong gia đình của mình, để mà mình gì ạ, để mình hỗ trợ giúp đỡ nhau, lắng nghe nhau, để mà mình bảo vệ nhau, mình ủng hộ nhau ạ. Bao nhiêu anh chị em coi Huy là một cái người mà một cái người thân, một cái người nhà, một cái người bạn, một cái người có thể là gì ạ, là giúp đỡ mình trong một cái giai đoạn nào đó, và có thể là mình cũng giúp đỡ người Huy trong một cái giai đoạn nào đó. Đấy, ok, cảm ơn anh chị em. Đó, rất là tuyệt vời. Khi mà chúng ta coi nhau như một gia đình ấy, thì chúng ta mới yêu thương nhau, mới bao dung, mới giúp đỡ nhau, sẵn sàng hỗ trợ nhau, thay vì là chúng ta lại vùi dập nhau. Bởi vì có thể trong cả 2 năm trời mà Huy cống hiến, thì cũng có thể có một lúc nào đó mình sơ sót, mình nói câu nào đó nó không có hài lòng một anh chị em nào đó. Đấy, thì Huy mong muốn là anh chị em đối xử với Huy với một cái tấm lòng bao dung, tha thứ cho Huy để Huy được tiếp tục cống hiến, đúng không ạ? Chứ còn nếu như mà chúng ta mà chấp nhau, tức là mẹ nói câu đấy không đáng, không nên nói câu đấy, ăn mấy cả nói vô duyên hay kia, ví dụ thế, thì hoặc là nói sai, có thể có những lúc mình sai, con người thì nó không hoàn hảo mà, đúng không ạ? Chúng ta không hoàn hảo cho nên chúng ta cũng không thể nào yêu cầu người khác nó phải hoàn hảo được, đúng không ạ? Đến tận Chúa Giêsu cũng không hoàn hảo, đến cả gì ạ, cả Đức Phật cũng không hoàn hảo. Bởi vì sao ạ? Đến Đức Phật giỏi như vậy, nhưng mà có phải là cả thế giới theo Đức Phật đâu. Chúa Giêsu tốt như vậy, nhưng có phải cả thế giới đều theo Chúa Giêsu đâu, đúng không ạ? Và có những người rất là giỏi, giống như Bác Hồ, thì vẫn có những cái người mà sao ạ, họ gọi là phản động, họ đối nghịch ấy. Tức là có nhiều fan thì có nhiều anti-fan, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta hãy đối xử với nhau giống như một cái gia đình lớn, và chúng ta hãy lãnh đạo bằng sự hạnh phúc. Chúng ta mong muốn người khác hạnh phúc thì việc đầu tiên là chúng ta phải hạnh phúc. Người ta mong muốn giúp người khác hướng đến sự hạnh phúc thì chúng ta phải hướng đến sự hạnh phúc, và chúng ta phải là người hạnh phúc. Và cái hạnh phúc ấy, đầu tiên nó phải là gì ạ? Nó phải xuất phát từ trong cái tâm của mình. Đúng không ạ? Đấy, cái sự hạnh phúc nó đến từ tâm của mình. Tức là gì ạ? Ngay cả khi cái cuộc sống nó không có đối xử với chúng ta một cách là gì ạ? Một cách công bằng. Ngay cả khi người khác không đối xử với chúng ta một cách đúng như những gì chúng ta muốn, thì chúng ta vẫn hạnh phúc. Và nếu như mà cuộc sống đối xử với chúng ta một cách công bằng, nếu như người khác đối xử với chúng ta một cách giống đúng như chúng ta muốn, thì chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta có vợ, có chồng, có cha, có mẹ, có con, thì chúng ta hạnh phúc hơn. Còn nếu mà chúng ta không có, thì chúng ta vẫn hạnh phúc, đúng không ạ? Chúng ta vẫn hạnh phúc bởi vì hạnh phúc nó là một cái sự lựa chọn, anh chị em ạ. Nó không phải là cái kết quả, nó không phải là điều kiện. Có nhiều người nói rằng là, tôi phải giàu có thì tôi mới hạnh phúc, tôi phải có nhiều con cái tôi mới hạnh phúc.
tôi phải có vợ có chồng và vợ tôi nó phải đối xử với tôi như này thì tôi mới hạnh phúc, chồng tôi nó phải thế này thì tôi mới hạnh phúc. Đấy, có bao nhiêu anh chị em nghĩ rằng như vậy không ạ? Có nhiều người nghĩ rằng bố mẹ tôi phải giàu có, bố mẹ phải cho tôi những cái điều kiện như thế này thế kia, điều kiện về ăn học, điều kiện về công việc, điều kiện về kinh tế thì tôi mới hạnh phúc. Còn nếu mà bố mẹ không cho tôi cái điều đó thì tôi không hạnh phúc. Thì đó là gì ạ? Đó là không không nên, không nên. Chúng ta lựa chọn cái sự hạnh phúc bởi vì chúng ta là con người hạnh phúc. Bất kể là người khác họ đối xử với chúng ta như thế nào thì chúng ta vẫn hạnh phúc. Kể cả họ đối xử, họ chửi chúng ta thì chúng ta vẫn hạnh phúc. Còn nếu mà họ khen chúng ta thì chúng ta làm sao ạ? Hạnh phúc hơn. Chúng ta sướng hơn. Còn họ không khen cũng không sao cả, họ chửi cũng không sao cả. Đấy. Thì đó là cái gì ạ? Cái sự kiểm soát, đó là cái gì ạ? Đó là sử dụng cái phần người của mình để mà chúng ta gì ạ? Chúng ta lãnh đạo. Và chúng ta muốn một tập thể hạnh phúc thì việc đầu tiên chúng ta phải hạnh phúc. Muốn tập thể vui vẻ, việc đầu tiên chúng ta vui vẻ. Chúng ta suốt ngày cau cọ khó chịu thì làm sao mà tập thể chúng ta vui vẻ được? Có phải không ạ? Suốt ngày áp đặt, áp bức bóc lột thì làm sao cái tập thể chúng ta nó gọi là đoàn kết được? Có phải không ạ? Đấy, hạnh phúc là một sự lựa chọn. Hạnh phúc không bao giờ là một cái kết quả, là một cái điều kiện. Chúng ta cứ phải gây phải 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 có điều kiện thì mới hạnh phúc, thì khi như đó là chúng ta đã không hạnh phúc rồi. Đúng không ạ? Cho nên Đức Phật nói là đời là bể khổ, nó là do chúng ta, bể khổ là do chúng ta. Chúng ta còn tham, còn sân, còn si. Cho nên là gì ạ? Chúng ta quên mất cái hạnh phúc nó đến từ bên trong của mình. Nó không phải bên ngoài, chúng ta phải có cái này, chúng ta phải có xe đẹp, chúng ta phải có áo đẹp, chúng ta mới hạnh phúc. Chúng ta phải có điện thoại đẹp, chúng ta mới hạnh phúc. Chúng ta phải có nhà đẹp mới hạnh phúc. Chúng ta phải có vợ đẹp, chúng ta mới hạnh phúc. Ví dụ thế. Thì đấy không phải là gì ạ? Không phải hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ bên ngoài, nó là thứ gì ạ? Cái phù phiếm, nó sẽ quên qua đi rất là nhanh. Đấy. Cho nên là gì ạ? Đức Phật nói rồi, hạnh phúc đến là tại tâm, Phật là tại tâm. Cho nên là gì ạ? Cho nên là chúng ta buông bỏ bớt đi, tức là bỏ bớt tham sân si đi thì chúng ta sẽ hạnh phúc. Đấy. Cái chữ Phật ấy, đó là chữ nhân thêm cái bộ Phật tức là bộ buông bỏ thì chúng ta thành Phật. Nhân mà buông bỏ được thì thành Phật. Đó, đơn giản vậy thôi ạ. Chứ không Phật nó không có phải là cái gì, là một cái thực thể gì nó ghê gớm, nó cao siêu. Đấy. Chính bản thân mình cũng có thể thành Phật được nếu mà chúng ta học được cách buông bỏ. Buông bỏ đi những cái tham, những cái sân, những cái si của mình, chứ không phải là buông bỏ. Bây giờ mình đang có tiền mình vứt hết tiền đi, không phải đâu. Đó là một cái phần rất là nhỏ thôi. Mà bỏ cái quan trọng nhất là bỏ cái tham của mình. Khi mà mình tham cái tôi của mình ấy, cái tham cái tiền ấy thì mình sẽ hại người khác để mình lấy tiền. Đúng không ạ? Vì tiền mình mờ mắt, mình có thể làm bất chấp, làm mọi thứ, làm không có tâm, không có hậu. Thì khi đó thì chúng ta sẽ mất đi cái sự ảnh hưởng của mình và mất đi cái khả năng tạo ra những cái giá trị lâu dài. Đó. Khi mà mình còn sân, sân tức là hận ấy, mình còn bực bội thì khi đó mình sẽ làm cho người khác gọi là cảm thấy đau đớn. Bởi vì khi mình sân hận ấy thì mình sẽ tìm cách trả thù, đúng không ạ? Mình hận, hận thù mà. Hận thù thì mình tìm cách trả thù, tức là ăn miếng trả miếng. Bây giờ thằng kia nói xấu mình một câu, nó họ 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 chê mình một câu, mình lập tức là gì ạ? Nhả đạn, mang 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 mình bắn lại luôn. Đấy. Ví dụ ai trách mình một câu thì lập tức là mình gì ạ? Dùng cái tôi của mình quay lại mình trả lại cho nó luôn. Đấy. Thế thì đấy là cái sự sân. Đấy. Rồi si, si là mình gì ạ? Mình mê muội, mình nghiện ngập, mình gì ạ? Mình mê một cái gì đó quá, mê tiền quá, mê công việc quá. Đấy. Mê game quá, mê gái quá, mê thuốc quá, mê rượu quá thì đều không tốt. Đúng không ạ? Thì sẽ không không khiến mình trở thành một cái tấm gương để mà mình có thể dẫn dắt người khác được. Đấy, cho nên mình buông bỏ đi thì mình sẽ hạnh phúc. Đó. Thế thì đó là cái gì ạ? Đấy là cái home ấy, cái gia đình ấy, đó là nơi mà mình trở về. Cái hạnh phúc, cái gia đình ấy, nó là cái nơi mình trở về. Đấy. Thì cái từ hát cuối cùng này nó có thể là happy, đấy, nó có thể là home, nhưng mà mình thích cái dùng cái từ home hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nó mang cái tính chất nó êm đềm, nó đầm ấm. Và ngay cả khi mà gia đình mình nó chưa được
giống như mình mong muốn thì cũng đừng buồn anh chị em ạ. Bởi vì sao ạ? Vì nói rồi, hạnh phúc nó sự lựa chọn. Hạnh phúc lựa chọn. Nếu mà anh chị em biết cái cuộc sống, cái gia đình của Huy ấy, thì về bản chất cái cuộc sống gia đình của Huy cũng rất là căng thẳng. Đó là gì ạ? Là có những cái việc mà mình muốn làm nhưng mà vợ mình nó cứ căng, nó gọi là ngăn cản. Đó. Nhưng mà Huy không có để cái điều đó để mà gì ạ? Để mà mình sân hận hay là để mà mình trước đây thì cũng có nha. Trước đây là mình cũng bảo vì vợ cho nên là mình thế này thế kia. Nhưng bây giờ mình đã vượt qua cái phần đấy rồi. Mình đã giải thoát, giải quyết được cái phần đó rồi. Và bây giờ mình không đổ lỗi cho vợ mình nữa. Đấy, mình không đổ lỗi cho bố mẹ, không đổ lỗi cho con mình nữa, mà mình nhận lỗi về mình. Thì khi đó mình sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc, kể cả là gì ạ? Kể cả là họ không hạnh phúc, kể cả người khác không hạnh phúc thì mình vẫn hạnh phúc, đúng không ạ? Mình không bị ảnh hưởng bởi người khác nữa. Rồi, đó là gì ạ? Đó là cái phần thứ năm, đó là cái phần gì ạ? Cái phần gia đình hay là cái phần hạnh phúc, cái chữ home, chữ H cuối cùng đó là chữ happy, tức là lãnh đạo bằng sự hạnh phúc, đúng không ạ? Ok, thế thì đây là cái lý thuyết mà Huy đúc kết ra trong cái quá trình làm việc, cái quá trình đào tạo của Huy. Nó anh chị em sẽ không tìm thấy bất kể một cái chia sẻ nào của một người khác về cái lý thuyết, về cái tư tưởng lãnh đạo 5H. Nếu có thì chỉ có của Huy thôi. Đấy, thì không dám nói là đào tạo hay là dạy dỗ hay là gì, chia sẻ gì cả. Nó chỉ là một cái gọi là một cái nhận định cá nhân. Cho nên nếu như anh chị em nào cảm thấy nó còn thiếu sót thì anh chị em có thể bổ sung cho Huy. Nếu anh chị em cảm thấy nó không đúng thì anh chị em có thể là gì ạ? Nhắn tin chia sẻ với Huy để mà gì ạ? Để giúp Huy có thể là hoàn thiện bản thân mình hơn. Đấy, để mà Huy có thể là cống hiến giúp đỡ anh chị em được nhiều hơn. Và rất là mong một ngày nào đó thì anh chị em chúng ta sẽ được gặp nhau. Sẽ được ôm nhau một cái, sẽ được tâm tình chia sẻ với nhau với gần 600 anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay, thì đó là cái điều vô cùng tuyệt vời. Và Huy rất là mong muốn được đi khắp các cái miền Tổ quốc để được gặp từng người, để được chia sẻ, để được giao lưu, để được làm quen, để được trở thành người bạn, người anh, người em cùng với tất cả anh chị em. Bao nhiêu anh chị em chúng ta muốn cái điều này, muốn cũng muốn là gì ạ? Mình giao lưu với nhau, mình trở thành những người bạn của nhau thì hãy comment xuống là tôi, đúng không ạ? Nếu mà có cơ hội mà chúng ta gặp nhau thì chúng ta hãy hãy gọi là trao cho nhau những cái tình cảm, những cái ánh mắt, những cái nụ cười, những cái bắt tay, những cái ôm thật là thắm thiết, đúng không ạ?